Cho nên bạn sẽ rất cảm xúc với cái việc mà một ăn 80 hay là không làm mà có ăn. Chúng ta phải thừa nhận cái chuyện đó. Nhưng bây giờ chúng ta không có cách nào sửa được tâm tham ngay lập tức. Sửa tâm tham, tức là sửa được tâm là cần vô lượng kiếp. Và đây là cái vòng tròn trong một cái hiện tại cách ra đòn. Vậy thì chúng ta chỉ có thể điều khiển thông qua nhịp thở. Phần lớn chúng ta chỉ ra đòn vào những cái đòn mà làm cho chúng ta cảm xúc. Ví dụ chúng ta mặc quần áo đẹp và vênh váo với đời, với điều kiện là mặc quần áo đẹp phải cảm thấy nó thích thì mình mới mặc, còn nếu nó không thích thì mình đã không mặc. Hay là mình chém gió với thằng khác để nó không phục mình, để nó nể mình vô cùng, thì mình phải có cảm xúc thì mình mới chém gió. Đấy. Hay là mình phải thể hiện đạp cái chân phanh phạch trước mặt chị em giống như dế mèn phiêu lưu ký vậy, là tỏ ra hoành tráng với chị em, là mình phải có tâm si mê, là định tán nó thì mình mới tỏ ra hoành tráng trước mặt nó. Vậy thì đó là cảm xúc. Có nghĩa là con người chỉ hành động bởi cảm xúc mà thôi. Khi nó sinh ra cảm xúc tích cực cho họ, vậy điều gì thì lại sinh ra cảm xúc? Thì thưa các bạn, tâm. Tâm của chúng ta nó tạo ra cảm xúc. Ví dụ tâm mình tham thì nó đưa tiền đến là mình vui chết bỏ luôn. Tâm mình máu gái, nó bê cho đứa con gái đẹp đến nó cúng, là bảo ký cái gì cũng ký. Tâm của mình mà ngạo mạn thì chúng nó tung hô một phát thì mình sung sướng ngay. Mà nó chê mình một phát là mình cay mũi, mình thù nó cả đời luôn. Đấy. Như vậy tâm nó sẽ sinh ra cảm xúc. Tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm mạn, tâm nghi. Đấy. Thì nó sẽ sinh ra cảm xúc. Mà cảm xúc thì nó điều khiển cái gì? Cảm xúc nó điều khiển toàn bộ hệ thống hormone và enzyme trong cơ thể. Cho nên không ai điều khiển được enzyme trong cơ thể mình. Nhưng cứ vui thì nó có một cái loại hormone nó sẽ xuất hiện và nó làm cho não của mình rất là vui. Mà đặc biệt khi vui mình cười ấy, vui thật mà cười ấy, là mắt nó tí, nó ướt nhẹp ra, nó tươi này. Còn nếu mà mình cười theo kiểu mà cười nhích mồm thế này này, là cười không phải từ cười từ tâm cười ra, từ cảm xúc thật cười ra ấy, thì mắt bao giờ nó cũng nờ đờ thôi, chứ cười nó không phải là cười nó tươi hẳn lên mà nó tít mắt đi. Thế thì mọi người hiểu là tâm nó sinh cảm xúc, và cảm xúc nó sinh ra hệ thống hormone, và hormone nó điều khiển toàn bộ nhịp tim và khí thở. Cho nên là bạn nóng tính lên là nhịp thở của bạn nó khác, và bạn phê quá là nhịp thở của bạn nó cũng hổn hển ngay lập tức. Tôi đố anh nào mà trong lúc làm cái việc mà cảm xúc mà không thở hổn hển đấy. Bởi vì nếu không thở hổn hển thì lại mất cảm xúc, mà cảm xúc là thở hổn hển, nó hay vậy. Thế thì như vậy là toàn bộ cái cảm xúc nó điều khiển hệ thống hormone, và hormone nó điều khiển toàn bộ nhịp thở của con người. Và sau khi nhịp thở nó điều khiển toàn bộ khí đấy, thì nó sẽ điều khiển toàn bộ bộ não của mình là thông minh hay không. Và não của mình nó điều khiển cái suy nghĩ của mình, và suy nghĩ của mình nó sẽ tạo ra hành vi. Như vậy tôi nhắc lại có 6 cái điểm nhấn này, nó đúng một vòng tròn luôn. Tâm sinh cảm xúc, cảm xúc sinh ra hệ thống hormone và enzyme, hormone và enzyme sinh ra nhịp tim và nhịp thở, nhịp tim và nhịp thở sinh ra khí để nó điều tiết lên não. Và não là suy nghĩ, nó sẽ điều tiết hành vi. Và hành vi tạo ra việc tốt hay việc xấu thì nó lại liên quan đến tạo ra cái tâm của mình bất ổn hay là an lạc. Như vậy một vòng tròn nó sẽ điều khiển như vậy.